Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ là phần 2, là câu hỏi rất là hóc búa. Thế Thanh Hằng, Thanh Hà phải trả lời với quý khán giả khắp mọi nơi và anh Thành Lệ với Phương Dung là hai nàng đã có chàng nào để ý chưa? Phải nói thiệt. Tại vì năm cách đây vài năm đó, quý vị, 2 năm thôi. Thanh Hằng, Thanh Hà, quý vị nhìn vào hình không? Chụp với cháu Melody là con gái của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Ba người bằng nhau và chỉ cần 1 năm thôi, hai nàng trở lại Mỹ thì bé Thanh Hằng, Thanh Hà vẫn để xem, còn Melody lớn lên. Quý vị nhìn thấy hình rất là vui. Nhưng hai nàng đến tuổi cập kê rồi, phải khai thiệt. Hay là kén quá, hay có lo đi hát hay nhõng nhẽo, nói. Thật ra thì qua tuổi cập kê rồi anh. Em nghĩ là qua tuổi cập kê rồi. Thật sự mà nói là, nói với những người khuyết tật anh Lệ, nói chung thì Dung thấy là cái vấn đề, cái đề tài này nó cũng là khó. Thế nhỉ, phải không? Nhưng mà mình vẫn muốn hỏi. Tại vì đọc cứ ai cũng nói, so cute, chụp hình so cute, nhưng mà cuối cùng là, so bye bye, không có nói gì hết. Thực ra câu hỏi này thì cũng rất là nhiều người muốn hỏi Thanh Hằng và Thanh Hà. Thì tiện đây cũng cho Thanh Hằng và Thanh Hà chia sẻ một chút cái chuyện mà có người yêu hay chưa ấy. Thì cũng xin trả lời thật là có rất là nhiều. Phải, em phải nói thật là có rất là nhiều. Kể cả nhỏ cũng có, lớn cũng có. Nhỏ thậm chí, là nhỏ ra giống bằng như là em, body em. Nhỏ giống như là hay nhỏ tuổi, 5-6 tuổi gì đó cũng có. Không biết, đó là không biết đâu. Tại vì có mấy em nhỏ tưởng là bằng bạn nhau, thương. Ở dưới Thanh Hằng và Thanh Hà nhớ là có một bạn nhỏ, bạn ấy hình như là lúc ấy là 6-7 tuổi gì đó. San Jose. San Jose. Cũng thích Thanh Hằng và Thanh Hà và thích cả chị cả em luôn. Rất là dễ thương. Nhưng người lớn thì cũng có chứ. Nói chung là cũng có, nhưng mà thực sự như chị Dung vừa nói là để có một hạnh phúc thực sự đối với người khuyết tật, nó là một cái điều mà không phải là đơn giản. Yêu thương thì họ có thể cho đi, nhưng mà để khi vượt mà suy nghĩ vượt cả. Qua khi mà đến với cái bến bờ hạnh phúc thực sự thì nhiều người người ta cũng phải suy nghĩ lại rất là nhiều. Chính bản thân Thanh Hằng và Thanh Hà cũng vậy, có những người cũng muốn ngỏ lời đấy. Nhưng mà thật sự là Thanh Hà cũng nghĩ là mình có thể là mình sợ là mình không có thể đem lại hạnh phúc cho họ, hoặc là không thể. Hai em đàn gái với lại hai nữa là nói là người khuyết tật, thực sự bên Mỹ rất là tự do, bởi vì có một số người Việt Nam mình thôi, chứ người Mỹ đã có một câu chuyện bạn của Thanh Hà. Thanh Hà là Xuân đã quen một người Mỹ cao lớn mặt anh Lễ và đã hạ sinh hai cháu con trai sinh đôi. Đó là chứng tỏ là chúng ta không có thể nào mà nói là không có sự thương nhau, cảm tình nhau, nhưng mà có thể mình cũng chưa gặp được, tự trọng, cái đối tượng mình rút lại, chưa tới em gò bó lại. Với lại em dành thời gian cho nghệ thuật nhiều quá. Về cho tôi. Anh Lễ ơi, với Phương Dung, anh Thành Lễ là ông bụt. Bởi vì sao? Bởi vì thôi, nói là chương trình Ngọc Trung kêu mô giả bà bụt hoài chứ không phải. Không phải, anh Thành Lễ là biến ước mơ của tụi Dung thành hiện thực hết rồi. Cho nên Dung nghĩ rằng một ước mơ nữa mà anh Thành Lễ nói đó là muốn tìm hai hoàng tử cho Thanh Hằng, Thanh Hà, thì Dung rất là hy vọng sau chương trình này ước mơ đó sẽ thành hiện thực và tự nhiên xuất hiện hai chàng hoàng tử đến trước hai nàng công chúa của tôi đi. Và kính thưa quý vị, thì trong một khoảng thời gian cũng còn rất ngắn thôi thì Thanh Hằng, Thanh Hà sẽ chia tay với quý khán giả tại Hoa Kỳ để trở về Việt Nam. Thì bây giờ hai nàng có lời nào để mà chia sẻ trước khi về không? Lời chia sẻ thì vừa nãy Thanh Hà đã nói rất là nhiều và em cũng còn rất là nhiều điều muốn nói. Nói nhưng đi, mà không sao đâu. Thời gian thì có hạn, nhưng mà trước khi chia tay quý vị khán giả thì một lần nữa cho phép Thanh Hằng, Thanh Hà được xin chân thành cảm ơn các anh chị của nhóm Ngọc Trong Tim và đặc biệt là anh Thành Lễ đã về Việt Nam và tìm chị em Thanh Hằng, Thanh Hà và đã cứu mang rất là nhiều các bạn khuyết tật ở Việt Nam qua đây, và anh Thành Lễ đã cho Thanh Hằng, Thanh Hà có chỗ ăn, chỗ ở, rồi nói chung là đi đâu anh Thành Lễ cũng chở đi tất cả các anh chị em, bất cứ là ai ở Việt Nam mới qua và đặc biệt là khuyết tật nữa thì anh Thành Lễ cũng hết lòng giúp đỡ. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã thương mến Thanh Hà suốt bao nhiêu năm qua, và nhớ quý vị khán giả lúc nào cũng thương nhóm Ngọc Trong Tim, vì quý vị khán giả còn thương Ngọc Trong Tim thì chị em Thanh Hằng, Thanh Hà và tất cả những các bạn ở Việt Nam sẽ được qua đây dần dần
và không biết nói gì hơn, và em cũng cảm ơn anh Thành Lễ rất là nhiều. À, Phương Dung cũng giống như Thanh Hằng Thanh Hà đại diện cho các anh chị em của nhóm Ngọc Trong Tim. Cảm ơn ông Bục rất là nhiều, bởi vì có ông Bục thì mới có được Phương Dung, Thanh Hằng Thanh Hà và có được những bạn trong Ngọc Trong Tim, và có được Ngọc Trong Tim cũng chính là người sáng lập ra một cái ý tưởng phải nói là rất hay, mà tụi Dung phải nói là nhân đây tụi Dung rất là cảm ơn anh Thành Lễ. Cảm ơn ông Bục một lần nữa, và cảm ơn quý khán giả đã thương mến Ngọc Trong Tim, đã tin tưởng Ngọc Trong Tim, cho Ngọc Trong Tim có cơ hội, cho các bạn khuyết tật có cơ hội đến gần với quý vị hơn, và xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Hai nàng cô tấm tí hon của nhóm Ngọc Trong Tim về lại làng, với lại chị Susan Liên cũng là thành viên của nhóm Ngọc Trong Tim. Giây phút này chẳng thích chút nào, nhưng mà cũng phải chia tay hai em về sau một chuyến lưu diễn cho Ngọc Trong Tim. Chị Susan có vài lời chia sẻ đến gia đình của hai em, cũng chúc hai em đi thượng lộ bình an. Xin kính chào quý vị ở đây. Thì hôm nay đưa tiễn hai cô về lại quê hương của mình. Thì ở đây chúc hai em thượng lộ bình an, giữ gìn sức khỏe, và hẹn gặp lại trong một dịp diễn khi khác. Hai em cảm ơn chị, cảm ơn các anh chị của nhóm Ngọc Trong Tim lúc nào cũng thương mến hai em cũng như tất cả các bạn khuyết tật ở Việt Nam. Hai em không biết nói gì hơn, đây là lần thứ rất là nhiều tụi em được qua Mỹ, và đây là lần thứ rất là nhiều tụi em trở lại Việt Nam và được đi lại rất là nhiều. Ai cũng hỏi là Thanh Hằng Thanh Hà định cư ở đây hay sao mà cứ đi về như đi chợ vậy. Thì được như ngày hôm nay thì hai em không quên cảm ơn các anh chị, nhất là anh Thành Lễ, chị Susan, chị Khánh Liên, anh Dũng và tất cả các ân nhân của Ngọc Trong Tim lúc nào cũng luôn giúp đỡ cho nhóm Ngọc Trong Tim và cho hai em. Hai em không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị, và kính chúc anh chị lúc nào cũng khỏe mạnh để giúp đỡ cho nhóm Ngọc Trong Tim nhiều hơn. Hôm nay thì riêng bản thân em thì có một cảm xúc rất là lạ, bởi vì được bình thường thì chỉ có anh Thành Lễ và một mấy anh chị thôi, hôm nay thì có cả anh Thắng, bạn Hiển, và nhất là một người rất là đặc biệt từ Minnesota qua để đưa Thanh Hằng và Thanh Hà về. Nói dẫn vậy thôi chứ chị Xuân có việc, và mặc dù chị làm qua bên này nhưng mà có việc nhưng mà rất là mệt, nhưng vẫn dành chút thời gian cho Thanh Hằng và Thanh Hà, đưa Thanh Hằng và Thanh Hà ra ngoài sân bay. Thì cảm ơn chị rất là nhiều, và không thể không cảm ơn được tài xế kiêm quân vác rồi đủ các loại, đó là anh Thành Lễ, anh Sen. Nói chung rất là đảm trách rất là nhiều nhiệm vụ đã đưa Thanh Hằng về. Thì nếu như quý vị muốn Thanh Hằng và Thanh Hà trở lại lần nữa thì hãy like, share thật nhiều cho Ngọc Trong Tim, đúng không ạ?
đêm đầy đêm.